anh Tĩnh cứ nhìn thẳng tôi, đã không có nói gì hết. Nhưng mà ánh mắt của anh nói với tôi, anh không thể chết một cách không minh bạch. Chết không phải là chung kết của anh. Cà phê đen không đường làm ơn. Được. Báo cáo của anh hay là khẩu cùng, có quá nhiều từ ngữ gợi tình. Thì dứt bỏ hết đi. Sẵn con người của anh đã thích dứt bỏ hết những tình cảm mà. Anh không có quyền tái định chuyện gì hay là người nào. Đây là chuyện của tòa án. Kim Trung Tính đang bị trừng phạt này. Tôi biết là anh có tội, nhưng không phải là tội chết. Anh đừng quá chấp nhất như vậy. Tôi chấp nhất hả? Hắn đã muốn quay đầu trở lại, nhưng mà đã có người bóc lột đi cơ hội của hắn, là những người không có cảm tình. Anh có hiểu không? Làm ơn, tôi muốn lấy cuộn băng. Cuộn băng này cảnh sát chúng tôi phải lấy làm tham khảo, mai mốt trả lại cho anh. Cuộn băng này là phim tin tức của tôi, anh không có quyền câu lưu. Anh làm vậy là phong ngại tự do. Đây là chứng cứ của vụ án. Tôi còn chưa coi xong, tôi sẽ trả anh trong 2 ngày. Đây là lời hứa của tôi. Vậy từ từ nha. Quê ông Ly, xin lỗi là ly cà phê của tôi đó, tôi đủ món quà. Hắn theo Kim Trung Tính 2 ngày có dịp nhìn rõ hắn, cho nên tội nghiệp cho hắn. Tại sao không theo mình 2 ngày của mình xét án cơ cổ cỡ nào? Ông Lý, nó bỏ đi rồi. Ừ.